Chưa? Bắt đầu từ 2.8 đi. Nhắc đi nhắc lại rồi là mọi người phải có ý thức về làm bài chứ không phải cứ nghĩ hè là ta ngồi chơi đâu. Vì đúng ra hôm nay ta sẽ học bài 3 chứ không phải là ngồi chữa bài tập tiếp như này. Buổi đầu ta đã lý thuyết và chữa tự luận rồi, buổi 2 chữa trắc nghiệm rồi, buổi 3 lại quay lại chữa tự luận. 2.8 này. Trộn axit với bazơ được dung dịch D. Bắt tính nồng độ mol lít của ion OH trừ. Nồng độ mol lít của ion OH trừ thì chắc chắn cái thằng này phải dư đúng không? Thế bây giờ ta viết phương trình phản ứng này. Viết đây nhá. H cộng cộng với OH trừ tạo ra H2O đúng không? Phương trình ion. Chứ giờ đừng viết phương trình phân tử HCl cộng CaOH2. Thế ta có mol H cộng là bao nhiêu? Mol H cộng bằng tính như 0,1 nhân 0,8. Có phải 0,08 không? Được chưa? Như vậy điền được đây là 0,08. Mol OH trừ bằng bao nhiêu? 0,4 nhân với 0,15 nhưng phải nhân 2 vì đây là CaOH2 lần thì bằng bao nhiêu? 0,12 đúng không? Đặt 0,12 vào đây. Theo phản ứng này tỷ lệ 1:1 thì ta thấy ngay là OH trừ dư chưa? Dư bao nhiêu? Suy ra OH trừ dư, đi rõ chữ dư nhé, bằng 0,04 không? Đúng chưa? Ban đầu có 0,12, phản ứng mất 0,08 thì dư 0,04. Thế thì em tính được nồng độ của nó ngay chưa? Cho nồng độ ion OH trừ dư sẽ bằng 0,04 mà chia cho tổng thể tích của ta đang phải là 100 cộng 400 nhé, là 0,5. Chứ không phải em chia cho 400 đâu nhé. Vì khi em trộn vào rồi thì thể tích phải là 500, là 0,5 thì bằng mấy? 0, mấy? 0,04 nhân 2 là 0,08 đúng không? M lớn, đúng chưa? Quên nhiều không? Đấy nhá. Tiếp tục này. Tính thể tích dung dịch H2 để trung hòa dung dịch D. Như ý B là ngược của ý A. Phản ứng trung hòa thì vẫn là H cộng cộng với OH trừ đúng không? Tạo ra H2O. Đúng chưa? Phản ứng trung hòa thì vẫn là H cộng với OH trừ bằng H2O. Nhưng số mol OH trừ của em là bao nhiêu? Có phải là gì? 0,04 mol OH trừ dư không? Trung hòa là em phải tác dụng với thằng dư mà. Nghĩa ta điền đây là 0,04. Đúng chưa? Thế thì suy ra mol H cộng phản ứng cũng phải là 0,04. Được chưa? Thế thì ta có này. Tính thể tích dung dịch này, ta gọi thể tích dung dịch này là V nhé. Thì ta có V nhân 1 nhân 2. Tại sao nhân 2? Vì ở đây là H2. Thì số mol H cộng phải là V nhân 1 nhân 2 đúng không? Và số mol H cộng này bằng 0,04 đúng không? Bằng cái số mol H cộng phản ứng đây đúng không? Từ đây em tính được V chưa? 0,02 lít đúng chưa? Hết bài. Dễ như thế thôi. Hiểu chưa? Quỳnh Thủy hiểu chưa? À, chú Linh được Ngân được chưa? Chép đi, có hỏi lại không? Không chuyển tiếp bài tiếp theo. Nhớ rằng phản ứng trung hòa thì luôn luôn đảm bảo là số mol H cộng, số mol OH trừ bằng nhau. Đừng lấy 0,08 em nhé, 0,08 là nồng độ. Mà em cần đang tính mol thì mol OH trừ phải lấy 0,04 chứ. Được chưa? Chứ em mà thay 0,08 đây sai vì ở trên là hỏi nồng độ OH trừ dư. Còn ở dưới là trung hòa thì phải dùng mol OH trừ và mol H cộng. 1.29 nhá, Thủy theo chưa? 1.29. Ta lại em tính ra mol nhôm đi, viết đây này. Mol của AlOH3 bằng bao nhiêu? 15,6 chia cho 78 đúng không? M lớn 78 mà bằng 0,2 mol đúng không? Đúng chưa? Một thế thôi, bắt đầu viết phương trình này. Cho 200 ml dung dịch này vào phần 1 tính khối lượng muối tạo thành. Có cần viết phương trình phân tử không? Có cần viết phân tử không? Thực ra chỉ cần ion thôi mà cứ viết cho bọn em xem thôi nhé. AlOH3 cộng với H2SO4 tạo ra Al2SO4 3 lần cộng với H2O. Em phải cân bằng đi. 2 vào đây, 3 vào đây, 3 vào đây đúng không? Được chưa? 3, 6, 6 vào đây. 3
Từ từ xem là mấy hydro rồi. 66 ở đây. Được chưa? Nào nhìn nó kỹ đi em. Như vậy, đây là cách làm bình thường của em là viết phương trình phân tử này. Ta cứ đặt mol vào nhá. Đặt mol này là 0,2 đúng không? Mol này là bao nhiêu? Cũng 0,2 đúng không? Được chưa? Thì theo tỷ lệ phản ứng 2,3 này mà hai thằng này đều 0,2 thì thằng nào dư? Thằng nào dư? ANH3 dư hay H24 dư? H24 dư à? Tại sao? Số mol H24 này phải nhiều hơn số mol nhôm mà thằng này lại bằng thì chứng tỏ là thằng nhôm này dư chứ. Đúng không? Em lấy 0,2 nhân 3 chia 2 thì đây phải 0,3 mol mà thực ra có 0,2 mol thôi đúng không? Như vậy phải là ALOH3 dư. Đúng chưa? Tỷ lệ phản ứng mà. Thế thì mol muối phải tính theo mol axit này đúng không? Như vậy mol muối đây sẽ là mấy? 0,2 nhân 1 chia 3 đúng không? Được chưa? 0,2 chia 3. Biết mol rồi tính được khối lượng muối không? Chú Quỳnh được chưa? Thủy được chưa? Linh. Gì? À đâu, từ thế xin lỗi, ta không để ý. Ta vẫn đang lấy là 0,2 mol thì đây 0,1 thôi. 0,1 nhân 3 chia 2 0,15 thì thằng này dư. Dư thì tính theo này là 0,1 chia 2. Sửa lại tí nhá. Được chưa? 0,1 chia 2. Ta không đọc cái chỗ chia 2 phần bằng nhau. Được chưa? Đừng chép vội. Đây là cách làm cũ theo của bọn em là viết phương trình định luận. Nhưng thực tế ta này, bây giờ bọn em làm lớp 11 rồi chuyển thế này thôi. AL này đang là 3 cộng đúng không? Cộng với SO4 2 trừ đúng không? Tạo ra đi. AL2 SO4 3 lần. Khối lượng muối của em là cái này mà. Em cần bằng ở đây. Đúng không? Thì phương trình của em gọn hơn rất nhiều. Em đỡ phải viết những cái thằng bằng kia. Bởi vì axit có dùng gì đâu. Muối của em bản chất là này mà. Em đặt ở đây 0,1 mol. Đây 0,2 mol. Thì 0,2132 thì em biết thừa dư thì đây là 0,05. Đúng chưa? Đấy 0,05 nhân m lớn này. Thử bấm khối lượng nhá. Được chưa? Tự bấm khối lượng nhé. Sang phần B được chưa? Phần B khó hơn với bọn em. Phần B sợ là mọi người không biết viết phương trình cơ. ALOH3 có phải là chất lưỡng tính không? Lưỡng tính mà cộng với NaOH thì nó phải ở ra dạng gì? HAlO2 đúng không? Như vậy ta có phương trình này. ALOH3. Vì bọn em vẫn chưa quen nên tạo viết vẫn viết phương trình phân tử nhé. Tạo ra na ALO2 cộng H2O đấy. Lachi aluminat cộng H2O được chưa? Và thêm mấy đây? Thêm 2 vào H2O. Đấy, sợ bọn em không biết viết phương trình này nên bọn em sẽ không tính được. Vậy thế thôi. Mol ALO3 vì vẫn là chia đôi lên đây 0,1. Mol này bao nhiêu? 0,05 đúng không? Thì khối lượng muối tạo thành em tự tính được chưa? Tỷ lệ 1:1 rồi thì chắc chắn ông này phải là 0,05 à. Có mol rồi thì tính m lớn phát là xong mà. Học hiểu chưa? Hiểu chưa? Làm đúng không? Làm đúng không? Chưa làm. Biết rồi đi. Ngân hiểu chưa? Quỳnh. Tự tính m lớn đi. À tính m lớn xong tính m nhỏ đi. Cái này mọi người tự bấm được mà. Sao? Lại không thuộc m lớn nữa. Không phải thuộc má, đừng có chọc tức thôi nhé. Tôi đập cho hôm nay không trượt phát nào đấy. Chị ngồi đấy mà không phải thuộc mà. Lát nữa tôi xuống lấy số phụ huynh cho gọi từng người một giờ ấy. Cứ khoa hậu quả thế. Nào Linh bấm ra bao nhiêu? Cậu B ra bao nhiêu? 4,1 gam à? Tin tưởng nhá, cái này ta không kiểm tra lại với nhau đâu. Alo. Hôm nay Ngọc nó không đi học hả chị? Không, học từ 4:30 ạ. Đây cả lớp nó đang học đây. Nó lại linh tinh nhờ chị ạ. Vâng, chị bắt nó đến luôn cho em cho học bù luôn.
6 giờ học. Đây, 6 giờ chắc lại lượn đi chơi. 6 giờ có dậy đâu mà rồi học. 2.10 được chưa? 2.10 nhá. Bài sao nhưng mà bài này vẫn trong chương trình bọn em, vẫn có trong đề thi. Cứ qua đồ chiếu đáp số với nhau đi. Ngọc tính chưa? Ngọc thì lại chưa tính đúng không? Vui tính đấy, Quỳnh cũng lại vui tính cùng nó đúng không? Rồi, chúng ta cứ đợi đấy. 2.10. Có thể pha chế dung dịch A được hay không nếu chỉ hòa tan hai muối nào sau đây? Thứ nhất, dung dịch A em thấy này, dung dịch A có những ion gì? Na cộng đúng không? SO42 trừ, K cộng và Cl trừ, đúng chưa? Ta phân tích được dung dịch A gồm các ion này nhá. Bây giờ ta xem nồng độ này, natri ở đây là 2 lần thì phải gấp đôi này lên là 0.1 đúng không? Thêm thằng này nữa là 0.5 đúng không? Thì tổng natri phải là, nồng độ của nó phải là 0.6 không? Đúng chưa? SO4 0.05 đúng không? K cộng là 0.1 đúng không? Clo là 0.1 cộng 0.5 là 0.6 tiếp đúng không? Đúng chưa? Nghĩa là ta có các ion với các nồng độ như sau nhá, đúng không? Thế bây giờ người ta hỏi là có thể pha chế các cái này hay không? Đầu tiên này, nhìn cho kỹ bài này đi, sao nó hơi khó một chút. Ta phải xem là gì, nó có đảm bảo nó tạo ra từng này ion không? 1, 2, 3, 4 ion nhá. Na cộng, Cl trừ, K cộng, SO4 trừ, thỏa mãn, đúng không? Thằng này cũng thỏa mãn là đủ 4 ion, đúng chưa? Nhưng bây giờ ta phải kiểm tra xem là sau khi đủ 4 ion rồi ấy, thì nồng độ mol của các ion đấy có cân bằng với nhau hay không? Ví dụ thằng này tạo ra 0.6 na cộng mà thằng ở trên này chẳng hạn lại tạo ra 0.5 na cộng chẳng hạn thì sai đúng không? Bây giờ ta nhìn này, ở đây ta có số mol của natri và clo là bằng nhau, 0.6. Thế thì thấy thằng này thỏa mãn luôn vì hai số mol này bằng nhau này. Đúng không? Thỏa mãn được nhá. Tiếp tục, số mol kali gấp đôi số mol SO4 đúng không? Thế ở đây ta lại thấy K2 và SO4 này thì có phải kali gấp đôi SO4 không? Thế thì đáp án câu A này thỏa mãn được về cả ion và về cả số mol. Đúng không? Bây giờ ta mới nhìn sang cái thằng B. Sơ bộ là ta thấy này, K là 0.1, Cl 0.6 gấp 6 lần. Mà ông này lại là KCl thì chắc chắn là sai chưa? Đấy, như vậy bài này nó khó ở chỗ là gì? Bọn em phải kiểm tra tỷ lệ mol, phải tính tổng mol nồng độ của các ion và kiểm tra nồng độ của cái dung dịch sau khi trộn. Được chưa? Đấy. Như vậy là câu A là gì? Thỏa mãn. Vì có nồng độ mol Na cộng bằng nồng độ mol Cl trừ và nồng độ mol SO42 trừ thì bằng 2 lần nồng độ mol SO42, cái nồng độ mol của K cộng phải bằng 2 lần nồng độ mol SO42 trừ đúng không? Được chưa? Ngân hiểu không? Còn câu B thì không thỏa mãn rồi nên không cần viết nữa. Được chưa? Trình bày ra viết. Tiếp tục này, được chưa nào? Ý 2 nhé. Ý 2 thì rất là dễ rồi. Nếu có thể được, có nghĩa con A được rồi đúng không? Thì để chuẩn bị 200ml dung dịch A cần hòa tan bao nhiêu gam mỗi muối? Em có nồng độ của NaCl là 0.6 rồi đúng không? Đúng không? Mà em lại có thể tích rồi thì em suy ra được gì? Số mol của NaCl bằng 0.6 nhân với 0.2 đúng chưa? Bằng 0.12 chưa? Đúng không? Biết mol rồi tính ra khối lượng muối chưa? Hiểu chưa? Natri 23 tương tự cho số mol của K2SO4 sẽ bằng là số mol K2SO4 là 0.05 nhân với 0.2 thì bằng mấy? 0.01 đúng không? Được chưa? 0.05 nhân 0.2. Khó ở chỗ ý đầu thôi, còn đi sau thì nếu hiểu rồi thì rất dễ. 35.5.
39 32 chị Quỳnh được chưa? Bấm ra bao nhiêu? Đọc thử đi nào. NaCl bao nhiêu? 7,02 gram này. Còn ở dưới K2 là 4. 1,74 à? Được chưa? Học được chưa? Tiếp nhá, sang trang nhá. Linh được chưa? Tiếp sang trang đi. Các cái độ điện ly bỏ qua đi. Bài 2.13. Viết phương trình phân tử, phương trình ion thu gọn khi cho tác dụng. Cái này cực dễ, có ai không biết viết không? Phân tử với ion thu gọn có ai không biết viết không? Ta viết thử một cái nhá. H2SO4 nhìn lên bảng đã, cộng KOH tạo ra K2SO4 cộng H2O cân bằng. Đây là phương trình phân tử, đúng không? Phương trình này bọn em quá quen rồi. Bây giờ phương trình ion đầy đủ này, em tách ra nhé. Cái này có phải thành là 2H cộng không? Cộng SO4 2 trừ không? Cộng 12 lần K cộng, cộng 2OH trừ không? 2K cộng, cộng với SO4 2 trừ, cộng với H2O, phân tử H2O viết nguyên. Chỗ này hiểu không? Chỗ này hiểu không? Nhớ rằng khi viết phương trình nhá, mà giả sử thằng này là BaSO4 chẳng hạn, là kết tủa nhá, thì phải để nguyên là BaSO4, chứ đừng có kết tủa phân ly ra ion. Đây là phương trình ion đầy đủ. Gạch tất cả những thằng nào giống nhau ở hai vế, gạch tất cả những thằng nào giống nhau hai vế nhá. Ta thấy là SO4 2 trừ 2 lần K cộng. Những thằng nào còn lại thì chép xuống thì được gọi là phương trình thu gọn. 2 lần H cộng, cộng 2 lần OH trừ, quên mất chưa cân bằng nước, đúng không? Tạo ra 2 lần H2O. Vì hai cái số này giống nhau hết nên ta có thể bỏ được luôn con số 2 này. Như vậy phương trình ion thu gọn của mình là H cộng, cộng OH trừ tạo ra nước. Được chưa? Sau này nếu ai viết quen rồi ý, thì cái phương trình thứ hai này không cần viết vẫn làm được. Vì bản chất của phản ứng axit cộng bazơ chính là H cộng cộng OH trừ tạo ra HAO thôi. Giống như lúc ta viết phương trình mà trung hòa cho bọn em xem ấy, ta viết mỗi H cộng OH trừ đấy, được chưa? Thì người ta gọi đây là phương trình ion thu gọn. Hiểu chưa? Phương trình ion thu gọn của nhiều phản ứng có thể giống nhau nhưng phân tử thì khác nhau nhá. Bởi vì nếu ta thay cái KOH này bằng NaOH, thay H2O4 này thành HCl, phải phương trình phân tử khác nhau không? Nhưng thu gọn thì vẫn là H cộng OH trừ mà thôi. Được chưa? Nhớ nhá. Tiếp tục này, ta chép vào đi, xong ta cho thêm một mẫu nữa thôi, một ví dụ nữa. Nào được chưa? Alo. Không hợp lý luôn nhé, ra trung tâm hợp lý luôn nhé. Phương mẹ nó bận, nó báo bận từ hôm trước làm gì. Được chưa? Tiếp này, ví dụ cho mọi người cái CO2 cộng BaOH2 nhé. CO2 cộng với BaOH2 tạo ra Ba CO3 cộng với H2O. Được chưa? Thế thì phương trình ion thu gọn nó như thế nào? Thứ nhất đây là khí, không phân ly ra ion.
Thằng này là BA2 cộng cộng 2 lần OH trừ, đừng đừng viết vội nhé. BA2 cộng cộng 2 OH trừ đúng không? Thằng này là BaCO3 là kết tủa rồi đúng không? Cũng không phân ly âm. Có nghĩa là BA em không rút gọn được nhau nhé. Ông này là lớp giữ nguyên nhé đúng không? Có nghĩa là phương trình này không có ion thu gọn. Ion thu gọn nó trùng đúng phương trình phân tử luôn. Vì em chẳng rút gọn được cái gì cả. Hiểu chưa? Nhưng nếu cùng là phương trình này nhé, tại viết như này, CO2 cộng BaOH 2 lần tạo ra BaHCO3 2 lần. Nếu em viết phương trình dạng như này thì nó lại có ion thu gọn. Bởi vì cái này sẽ có hai dạng viết phương trình và đứng mà. Được chưa? Như vậy mọi người nhớ rằng là gì? Kết tủa thì đừng có tách ion. Và phương trình có thể có hoặc không có ion thu gọn. Thực ra là ion thu gọn nó trùng với phương trình phân tử thì đúng hơn. Đúng không? Chứ đừng có lúc nào phải cố viết ra ion thu gọn cho thì yêu cầu mà. Hiểu chưa? Rồi. Sang luôn bài 14 trước đi, nhìn trước 14 đã. 14 là ngược lại của 13. Cho ion thu gọn viết lên phương trình phân tử. Câu này này, H cộng cộng OH trừ ra nước. Mọi người có thể rất nhiều cách viết nhé. HCl cộng NaOH tạo ra NaCl cộng H2O. Người khác không thích, em có thể lấy HNO3 hoặc là H2O4 đều được cả. Cộng một cái bazơ nào đó bất kỳ. Được chưa? Ví dụ KOH đi. Để tạo ra K2SO4 cộng H2O. Được chưa? Như vậy, từ phương trình phân tử mà ra ion thu gọn thì duy nhất. Nhưng từ phương trình thu gọn mà ra phân tử thì có thể có nhiều khả năng xảy ra. Bởi vì cái này là phản ứng của axit cộng bazơ mà, đúng không? Em cứ lấy axit bazơ nào cộng được, trừ trường hợp em lấy cái bazơ này kết tủa thì lại không được nhá. Ví dụ em lấy đây là CuH2 thì lại không được. Vì sao? CuH2 đang là kết tủa mà, đúng không? Nó không phân ly ra ion thì chắc chắn không phân ly ra OH trừ. Hiểu không? Như vậy là muốn ra OH trừ phải là Canabasa, 4 thằng bazơ tan, đúng không? Được chưa? Đấy, biết vào. Tương tự này, mọi người nhìn câu B, anh viết luôn cho câu B. H3O cộng là một cách viết khác của H cộng mà thôi. Nên đây là H cộng nhé. Ta chọn HCl đi. Đừng có chọn axit nào phức tạp quá. Hóa trị nó lung tung lên khó cân bằng. Cộng với AlOH3. Đây là bazơ, nhưng vì là bazơ không tan nên nó không tạo ra OH trừ. Do đó người ta vẫn phải viết nguyên là AlOH3. Giống như con trên này này, cái lúc người ta viết là BaCO3 ấy, nó không tan nữa, để nguyên mà. Tạo ra gì? Cl3 cộng H2O đúng không? Được chưa? Thì AlCl3 chẳng là muối tan để tạo ra Al3 cộng à? Đúng không? Và nếu mọi người cân bằng thì sao? Đây có phải là 3 không? Đây là 6 không? Đúng chưa? Nhìn lại đi. Được chưa? Quý nhiều không? Ngân, chép vào đi để ta sang bài 2.16. 2.15 bỏ qua. Thì được chưa? Thì chuyển tiếp nhá. Quý vị chưa nào? 2.16 học về đi. 2.16 là chắc chắn khẳng định luôn là bọn em kiểm tra một tiết thì là phải gặp. Đây là bài toán trộn dung dịch. Chắc chắn bọn em sẽ gặp bài này. Trộn NaOH 1,5 lít 0,2m với 0,5 lít NaOH 1m tính nồng độ mol lít của dung dịch thu được. Có nghĩa rằng em phải đi tính nồng độ mol của NaOH ban đầu, của cái 1 đi, của cái 2 cộng 2 cái này lại và chia cho tổng thể tích thì ra nồng độ mới, đúng không? Được chưa? Hiện ta viết ở đây nhá. 1,5 lít NaOH 2m thì suy ra mol là bao nhiêu? Mol NaOH bao nhiêu? 1,5 x 2 là 3 đúng không? Được chưa? Tương tự này, 0,5 lít NaOH mấy m? 1m. Thì mol NaOH bao nhiêu? Cũng bằng 0,5 luôn đúng không? Được chưa? Suy ra nồng độ mới này, CM của NaOH mới bằng tổng mol NaOH là 3 cộng 0,5 chia tổng thể tích là 1,5 cộng 0,5. 3,5 chia cho 2, 1,75 thì phải, đúng không?
đúng chưa? Ok chưa? Tự tính cho cái dấu chấm thứ hai đi, dấu chấm thứ hai tương tự luôn. Tính thì cho mình quen. Ai không hiểu phải hỏi luôn nhá. B ra bao nhiêu? Chỉ ra chưa? Tự tính đi. Con bắt chiếc rồi mà không chịu tính. Phải trộn với tỷ lệ thể tích nào để được dung dịch là 1,5m thì ta cứ gọi thằng này là V1 đi, gọi thằng này V2 đúng không? Đúng chưa? Thì ta lại có cái mol của H2SO4 ban đầu là gì? Mol H2SO4 sẽ bằng V1 nhân 1 chính là V1 luôn đúng không? Còn ở dưới là mol H2SO4 bằng gì? V2 nhân 3 là 3 lần V2 đúng không? Đúng chưa? Ta có lồng độ mới này. Lồng độ mới của mình bằng 1,5 này. Thì bằng V1 cộng 3V2 chia tổng thể tích là V1 cộng V2 như này đúng không? Quy đồng nhân chéo lên em sẽ tìm được tỷ lệ của V1, V2 mà đúng không? Hiểu không? Thay số y nguyên thì thôi mà bây giờ mình chỉ việc giải ra thôi. Quy đồng lên 1,5V1 cộng với 1,5V2 bằng V1 cộng 3V2, chuyển V1 sang là 0,5V1 bằng chuyển sang là 1,5V2 thì V1 trên V2 bằng 1,5 chia 0,5 trả bằng 3. Ta được tỷ lệ là V1 trên V2 bằng 3. Thế thôi mà. Hiểu chưa? Quỳnh nhìn lại đi, xem lại đi. Ngân hiểu chưa? Ngân hiểu chưa? Người ta bảo là trộn với tỷ lệ bao nhiêu, ta cứ gọi một thằng V1, thằng V2. Thế nếu ai hiểu rồi thì nhìn dấu chấm thứ ba ấy, nó bảo trộn hai thằng này tỷ lệ là bao nhiêu để được 5 lít dung dịch đúng không? Nếu ta gọi thằng đầu tiên là V1, gọi thằng HCl là V1 nhá, thì thằng HCl thứ hai sẽ là 5 trừ V1 luôn không? Vì tổng phải là 5 lít mà đúng không? Và em lại dùng bắt chiếc giống như dấu chấm thứ hai ấy thì tìm được V1 bằng bao nhiêu luôn chưa? Hiểu không? Nào chú Ngọc và Quỳnh hiểu bài này chưa? Chắc nhá, hiểu là chuyển đấy. Quỳ hiểu chưa? Em gọi là V1, em tính được mol thằng đầu theo V1, mol thằng sau theo V2. Lồng độ trộn lại là 1,5 thì ta có tổng mol của hai thằng chia tổng thể tích. Từ đây nhân chéo tìm được tỷ lệ V1, V2. Dấu chấm thứ 3 tự về làm vì nó giống rồi. Được chưa? Sang trang nhá. Đây con này khó hơn này. Câu 2.17. Bài vừa rồi ta làm là gì? Trộn 2 bazơ hoặc 2 axit với nhau
khi trộn 2-3 giờ cùng nhau thì chỉ làm số mol nó tăng lên thôi, đúng không? Đúng là thể tích và số mol cùng tăng. Trộn hai axit cũng thể tích và số mol cùng tăng. Nhưng khi em trộn axit với 3 giờ ấy, nó lại xảy ra phản ứng, đúng không? Và cái nồng độ của sau này của mình tính ý, là phải theo nồng độ của thằng dư mà thôi, đúng không? Vì hai thằng kia phản ứng ra muối rồi mà, hiểu không? Như vậy ta lấy ví dụ luôn câu đầu tiên nhé, trung hòa với thằng này, tính nồng độ mol nít của H2N4 và dung dịch NaOH, biết rằng trung hòa này, ta gọi nồng độ mol nít của H2N4 là A nhé, gọi là A nhỏ này, còn của NaOH là B nhỏ nhé, được chưa? Tự ghi vào đi, A nhỏ B nhỏ. Thế ta có mol của H2N4 bằng 0,03A. Mol H2N4 bằng 0,03A này. Mol của NaOH bằng 0,02B. Còn mol của KOH thì bằng 0,02 luôn. Alo. Alo. Alo sao? Xin lỗi. Anh về á, hiểm gì? Anh 9 giờ mới về cơ. Hôm trước mình hẹn anh buổi sáng cơ mà. Hẹn xong mất hút, tôi đùa anh đang dậy nhá. Nhắn tin đi. Mọi người hiểu đến đây chưa? Đây chỉ là tính mol thôi, đúng không? Thế bây giờ này, lại nhìn thấy từ trung hòa không? Phản ứng trung hòa giữa axit bazơ thì phương trình là gì? H cộng cộng OH trừ tạo ra H2O, đúng không? Cứ nhắc đến trung hòa là H cộng cộng OH trừ ra H2O. Được chưa? Thế ta có này. Bắt đầu nhìn kỹ này này, bọn em dễ bị sai chỗ này. Mol axit là 0,03A, nhưng đây là mấy lần đây? 2 lần H cộng, đúng không? Thì em phải nhân đôi lên là 0,06A. Đúng chưa? Mol OH trừ, ở đây thằng cả hai thằng này đều có OH trừ, đúng không? Thì mol OH trừ em phải cộng cả hai thằng này lại với nhau là 0,02 cộng 0,02B, đúng không? Và vì tỷ lệ phản ứng là 1:1 lên cho hai thằng này bằng nhau chưa? Đúng không? Ta chia cả hai về cho 3, à cho 0,02 đi, thì ta được phương trình là 3A bằng 1 cộng B. Đây là biểu thức xác định mối quan hệ giữa A và B. 3A bằng 1 cộng B. Muốn tìm A thì phải cho B, mà muốn tìm B phải cho A, chứ không cho thì làm sao tìm được, hiểu không? Đấy, cứ nhắc phản ứng trung hòa là như vậy, được chưa? Hiểu không? Được chưa? Như vậy cái ý B tương tự không? Em lại tính mol nốt trừ, gọi đấy là A thì gọi đây là B, thì em lại lập được mối quan hệ của AB không? Được chưa? Chỉ lưu ý này, số mol H cộng của H2N4 phải nhân đôi, nhưng số mol H cộng của HCl thì không cần nhân nhé, em chỉ cộng vào là xong, vì nó chỉ có một H mà. Được chưa? Chuyển tiếp nhá. Xem bài nào nhỉ? pH thì chưa tính, hình như nốt cái này là hết rồi đúng không? Trang viên là trắc nghiệm rồi.